càng lớn ca con càng nhận thấy mình không thể khám phá tìm hiểu học hỏi hết mọi thứ đầu óc của con có một sự thèm khát truy thức thông tin kiến thức đến cực độ cái gì con cũng muốn tìm hiểu muốn học hỏi sách hay e-book có tâm lý phải đọc cho bằng sạch trong tâm lý Ờ, các nhà nghiên cứu gọi đó là triệu chứng sợ bị bỏ lỡ à, FOMO phi of missing now nhưng khoảng một năm trở lại đây con tìm hiểu chuyên sâu về Phật pháp thì con bắt đầu thay đổi thói quen học hỏi con chỉ tập trung tìm hiểu và học về Phật pháp, pháp bỏ hết thông tin bỏ hết không tìm hiểu những kiến thức À, ngành học khoa học khác ví dụ như triết học văn hóa xã hội tôn giáo vì thật sự không có đủ thời gian nhưng con vẫn chưa dám chuyên tâm chú tâm duy nhất vào Phật học Phật pháp vì con sợ thiếu kiến thức các lĩnh vực khác tư duy lạc hậu không học được kiến thức mà Phật pháp không có được vậy làm sao để con khắc phục được dạng tâm lý này đó có phải là nghiệp lôi kéo không liệu cư sĩ nếu chỉ học phật pháp không thôi mà không học thêm những kiến thức về văn hóa xã hội triết học thì liệu có tốt không liệu có bị lạc hậu có bị thiếu hụt trí tuệ không để trả lời trước tới đây trước trong kinh giáo thọ thì ca la việt thì chúng ta vẫn nên có cư sĩ đó người cư sĩ vẫn nên có kiến thức về công việc của mình và một vài kiến thức về ứng xử giao tế trong xã hội đây vẫn là điều cần thiết bởi vì quý vị cần phải đi làm cần phải nuôi cha nuôi mẹ cần phải nuôi vợ nuôi chồng nuôi con của mình à, và đương nhiên là cần phải có kinh phí để làm phước à, cho nên cái chuyện mà mình học mình cần những kiến thức để phục vụ cho công việc đó là cần thiết và trong kinh đức thế tôn cũng có đề cập tới là một người cư sĩ cần có những kiến thức về cái nghề nghiệp của mình nha à, nhưng mà nó chỉ nên trong cái phạm vi là cần thiết thôi bởi vì như quý vị nói là mình không có nhiều thời gian đâu mà nếu như mình học đủ thứ trên trời dưới đất hết thì làm sao mà mình có đủ thời gian cho nên mình chỉ cần đủ để phục vụ công việc của mình cũng như thăng tiến trong công việc à, và những cái kỹ năng cần thiết để giao tế trong xã hội như vậy là đủ rồi ừ.